Và khi tôi có ý tưởng đó và chỉ đạo ban tổ chức team tổ chức cái sự kiện này, thì tôi đã nói luôn là chỉ định Exotic làm, không lựa chọn thêm một bên nữa. Và cái lòng tin của tôi đối với Exotic thì đến hôm nay đã được chứng minh rằng niềm tin tôi trao chọn đúng người. Thưa tất cả quý vị, có một cái sự kết nối của Đào Duy với Exotic và Đào Duy với Kim Tính, đó chính là ngay từ khi Kim Tính đi những cái chương trình đầu tiên vào cách đây khoảng 5-7 năm trước, thì Đào Duy là một anh chàng đứng trạm đón các anh chị. Và đến bây giờ khi mà Đào Duy cũng đã có cho mình một số kinh nghiệm nhất định, thì được cùng đồng hành với Kim Tính để truyền tải những thông điệp mà ban lãnh đạo cũng như là công ty Exotic Việt Nam tổ chức. Và thông qua đó thì Đào Duy thấy một điều rằng là bất cứ chúng ta ai cũng đều có những cái mong muốn thay đổi để phát triển và để thành công. Tuy nhiên, việc tìm ra những đối tác, những người đồng đội thích hợp nhất, phù hợp nhất và khiến cho chúng ta cảm thấy tin tưởng nhất, đó là điều tuyệt vời mà cuộc sống đã kết nối chúng ta lại với nhau. Một lần nữa xin được cảm ơn Exotic Việt Nam và cảm ơn Kim Tính với sự kết hợp, sự đồng hành này. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin được mời thầy. Dạ. Có một lời cảm ơn nữa thì cho tôi gửi lời cảm ơn đến Đào Duy. Cảm ơn. Một người em, một người bạn đã từng đồng hành với lại Kim Tính khá lâu. Thế nhưng mà riêng cái chương trình đợt này thì cũng tương đối khó và cần sử dụng truyền thông rất là nhiều. Thì có các anh chị em bên HTV9, VTV9, VTV3 và Đài Truyền hình Phú Yên. Thì thực sự là tôi lựa chọn Đào Duy vì hai lý do. Thứ nhất là Đào Duy rất là thông minh và hiểu Kim Tính. Thứ hai là hình ảnh Đào Duy có vẻ đợt này đẹp hơn ngày xưa. Cảm ơn anh. Mấy ngày qua em giảm cân nhiều lắm đó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Kim Tính. Và thực sự cái niềm tin của tôi dành cho Đào Duy thì tôi nghĩ là cũng là cực kỳ chính xác. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được gửi lời cảm ơn đến với Exotic Việt Nam. Cảm ơn chị Ngọc, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh của công ty Exotic Việt Nam. Và cảm ơn tất cả mọi người vì sự đồng hành.